Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Sau 30 năm chịu án oan, Viện Kiểm sát mới công khai xin lỗi. Ngày 31 tháng 1, AFA Tiếng Việt Loan Tình bị khởi tố oan 30 năm trước, người dân mới được Viện Kiểm sát công khai xin lỗi. AFA dẫn tin từ truyền thông nhà nước cho hay, ông Nguyễn Văn Khẩn, sinh năm 1953, bị khởi tố oan 30 năm trước, vừa được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi xin lỗi và cải chính công khai vào ngày 31 tháng 1. Tháng 11 năm 1994, ông Khẩn bị công an huyện Bình Chánh khởi tố, bị can và bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân trong một vụ án liên quan đến mua bán, chuyển nhượng đất đai. Và đây là hình bản tin trên AFA. AFA cho biết khi bị bắt giữ, ông Khẩn là giám đốc công ty cổ phần Thái Dương. Vào ngày 12 tháng 11 năm 1991, ông khẩn ký hợp đồng kinh tế với ông Đặng Kiến Cường để chuyển nhượng hơn 177.000 m2 đất tại xã Tân Tạo, huyện Bình Chánh, có tổng giá trị hơn 1.000 lượng vàng, 96%, với sự chứng kiến của Phòng Công nghiệp xây dựng huyện Bình Chánh. Sau đó, ông Cường đã giao cho ông Khẩn 991 lượng vàng, 96%, để mua diện tích đất nêu trên của 25 hộ dân, và ông Khẩn đã trả cho hộ dân 800 lượng vàng, tương đương hơn 123.000 m2. Tuy nhiên, theo AFA, vào ngày 2 tháng 10 năm 1992, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh có công văn không cho ông Khẩn và ông Cường chuyển nhượng mua bán đất. Vào tháng 10 năm 1994, ông Cường có đơn khiếu nại ông Khẩn lên công an huyện Bình Chánh. Một tháng sau, ông Khẩn bị công an huyện Bình Chánh ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân và bị giam oan 51 ngày. Và đây là hình đại diện Viện Kiểm sát công khai xin lỗi và tặng hoa cho ông Nguyễn Văn Khẩn. Vẫn theo AFA, ngày 25 tháng 11 năm 1995, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định hủy bỏ việc tạm giam và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Khẩn. Đến tháng 11 năm 1997, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Khẩn Việc phải chịu án oan sai là chuyện có thể xảy ra với bất kỳ người Việt nào gặp vận rủi. Chỉ cần search trên Google thì có thể tìm được thông tin về hàng chục vụ án oan, với việc người bị oan phải chịu hàm oan suốt hàng chục năm. Một số vụ oan sai ít được công luận biết đến có thể kể ra sau đây. Vụ Trần Văn Thêm, người đã mang thân phận tử tù suốt hơn 40 năm. Vụ việc xảy ra vào năm 1970, ông Thêm và em họ là ông Nguyễn Khắc Văn bị cướp ở tỉnh Vĩnh Phú. Ông Thêm bị đánh vào đầu, còn ông Văn bị đánh chết. Công an cho rằng ông Thêm đã giết em họ để cướp của và tự gây thương tích. Sau đó ông Thêm bị kết án tử hình nhưng ông vẫn luôn kêu oan. Đến năm 1975, hung thủ thật sự là ông Phùng Thanh Nhàn, đầu thú. Ông Thêm mới được tha tù. Tuy nhiên đến năm 2016, tòa án nhân dân tối cao mới công bố ông bị oan sai kéo dài 46 năm. Và đây là hình Lê Văn Mạnh, một trong ba tử tù oan nổi tiếng và đã bị thi hành án bất chấp dư luận phản đối. Vụ Trần Ngọc Trinh, cụ ông chịu án oan gần 40 năm ở Vĩnh Phú. Năm 1980, một vụ án giết người xảy ra ở tỉnh Vĩnh Phú, nay thuộc Vĩnh Phúc. Công an Vĩnh Phú khi đó đã khởi tố bắt giam 4 bị can, gồm có ông Trần Ngọc Trinh, Ông Trần Trung Thám, ông Khổng Văn Đệ và ông Nguyễn Đình Ký đều trú tại xã Đồng Thịnh để phục vụ điều tra. Sau đó công an xác định ông Ký là thủ phạm và tuyên án chung thân. Ông Trinh, ông Thám, ông Đệ được đình chỉ điều tra và trả tự do vào năm 1882. Tuy nhiên, mãi đến năm 2019, chính quyền mới tổ chức xin lỗi công khai ba ông, khiến cả ba mang tiếng oan suốt gần 40 năm. Bi kịch gia đình cụ bà Đặng Thị Nga án oan giết chồng, giết cha năm 1978. Chồng bà Nga là ông Trịnh Huy Tùng bị chết dưới giếng của gia đình. Sau đó, hai con của bà là Trịnh Công Hiến, khi đó 26 tuổi, và Trịnh Huy Dương, 19 tuổi, cùng với bà, bị công an tỉnh Lai Châu Cũ đến nhà đọc lệnh bắt do nghi vấn giết chồng, giết cha. Sau quá trình kêu oan năm 1992, mẹ con bà Nga đã được hủy bỏ lệnh bắt giam. Đến năm 2007, tòa án nhân dân Điện Biên đã chính thức xin lỗi sau 28 năm. Tuy nhiên, nguyên nhân cái chết của chồng bà vẫn còn là bí ẩn. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Sau 30 năm chịu án oan, viện kiểm sát mới công khai xin lỗi. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Ai cho phép Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định tặng quà Tết không qua HD Sài Gòn Tiki Shopee? Ngày 28 tháng Giêng, blog Trần Văn trên VOA có bài bình luận Hệ thống đến khố nát cũng bòn tác giả đánh giá về bản chất quà hỗ trợ người lao động nghèo đón Tết không phải là ân huệ do giới lãnh đạo đảng hay Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban phát mà đó là hoàn trả một phần cho người lao động sau khi họ đã đóng đủ loại thuế, đặc biệt là phí công đoàn. Khoản phí này là bắt buộc, người lao động phải nộp 1% lương và chủ sử dụng lao động phải nộp 2% quỹ lương. Và đây là hình bài bình luận trên blog Trần Văn. Tuy nhiên tác giả cho biết bất kể hết sức túng quẫn, khốn cùng, hàng triệu người lao động nghèo trên toàn Việt Nam chỉ bất bình chứ không cảm kích thịnh tình của giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Tặng tiền mặt vào quà để họ cùng gia đình đón Tết âm lịch. Lý do theo tác giả, người lao động nghèo muốn nhận được tiền hỗ trợ thì bắt buộc phải mở tài khoản với công ty tài chính HD Sài Gòn vì tiền được tặng chỉ chuyển vào đó, bất kể họ đã có tài khoản ngân hàng này hay chưa. Còn muốn có quà thì phải dùng thẻ của công ty tài chính HD Sài Gòn để mua quà trên website của Shopee, Tiki. Vẫn theo tác giả, công ty tài chính HD Sài Gòn là một doanh nghiệp chuyên cho vay lấy lãi, thực chất của việc mở tài khoản với công ty này là đăng ký dùng thẻ tín dụng và sẽ được khuyến khích xài thêm với 5 triệu đồng. Còn Shopee, Tiki là những doanh nghiệp bán hàng tiêu dùng theo hình thức trực tuyến, khách hàng phải có điện thoại thông minh để mở tài khoản và mua sắm online. Nếu chưa rành thì phải tập. Và đây là hình Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tặng quà Tết cho công nhân vào năm 2021. Trên thực tế, tác giả bình luận không chỉ người lao động nghèo, thất kinh về cách tặng quà mà chủ nhiều doanh nghiệp cũng cảm thấy hãi hùng khi công nhân của họ được tặng quà. Vốn rất sợ lúng sâu trong nợ nần nên có người từ chối nhận hỗ trợ. Có người thì bảo rằng làm xong thẻ, mua xong quà là họ yêu cầu hủy thẻ ngay lập tức dù điều đó khiến họ phải đi tới đi lui vài ngày. Chưa kể, nhiều người nghèo có muốn cũng không thể nhận quà vì không có khả năng sắm điện thoại thông minh. Cũng vì sợ nhiều công nhân xa lầy trong nợ nần ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp khẳng định với tờ tuổi trẻ rằng khi được đề nghị chuyển quà cho công nhân, họ cương quyết lắc động. Tác giả chất vấn, ai cho phép Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chọn công ty tài chính HD Sài Gòn Shopee, Tiki độc quyền cung cấp dịch vụ cho hàng triệu người lao động nghèo. Vì lẽ gì mà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lại giúp công ty tài chính HD Sài Gòn, Shopee, Tiki tiết kiệm một khoản khổng lồ, lẽ ra họ phải chi cho quảng cáo, tiếp thị. Lợi những khổng lồ nhờ sự hỗ trợ mở rộng thị trường đó sẽ chia cho những ai. Và đây là hình ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Cuối cùng tác giả cho rằng phải đem kế hoạch tặng tiền quà hỗ trợ người lao động nghèo đón Tết bên cạnh nỗ lực của Việt Nam ráo riết vận động Mỹ rút Việt Nam khỏi nhóm quốc gia bị xem là có nền kinh tế phi thị trường. Đã là kinh tế phi thị trường thì các lợi thế so sánh như giá cho thuê đất rẻ, giá nhân công rẻ không được nhìn nhận, giá thành của hàng hóa sẽ bị xem là không đúng với giá trị thực và do vậy hàng hóa xuất cảng sẽ bị giám sát chặt chẽ, bị áp đặt thuế chống bán phá giá. Giá bán tăng lên, không thể cạnh tranh trên thị trường quốc tế, xuất cảng gặp nhiều trở ngại thì đầu tư suy giảm, thất nghiệp gia tăng, công quỹ thất thu. Chưa biết tháng 7 tới Mỹ có đáp ứng hay không, nhưng cứ tìm sẽ thấy, chẳng xứ nào có nền kinh tế thị trường thật sự lại có những tổ chức trực thuộc chính quyền hành xử như Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cả. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Ai cho phép Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định tặng quà Tết thông qua HD Sài Gòn, Tiki, Shopee? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.